Buka xin Tuấn Kiệt viết tâm thư gửi đến fan tiết lộ lý do bốn năm yêu không công khai. Chỉ còn vài ngày nữa, hôn lễ của Buka xin Tuấn Kiệt chính thức diễn ra. Nhân dịp sinh nhật đón tuổi mới, Buka xin Tuấn Kiệt gửi tới khán giả MV như món quà dành tặng bản thân và gửi tặng người hâm mộ, nữ nhân viên bày tỏ. Sinh nhật năm nay hơi đặc biệt với Pu nên Pu sẽ không cần ai tặng quà mà Pu chỉ muốn dành tặng món quà này đến quý vị khán giả và các bạn vì đã luôn yêu thương và đồng hành cùng Jin Pu, mong mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nhân dịp sinh nhật đón tuổi mới, Puca gửi tới khán giả MV như món quà dành tặng bản thân và gửi tặng người hâm mộ. Cặp đôi còn gửi bức thư tay với những lời cảm ơn chân thành, ngọt ngào tới khán giả ngoài ra cặp đôi còn gửi bức thư tay với những lời cảm ơn chân thành ngọt ngào tới khán giả cụ thể bức thư có nội dung như sau thư gửi tất cả thành viên của thuyền zin puka bốn năm qua tình yêu thương và ship đôi nhiệt tình đến từ các thuyền viên chính là niềm vui tinh thần rất lớn của zin và puka Xin Pu biết có những lúc hai đứa cũng làm mọi người buồn nhiều vì chưa thừa nhận tình cảm của mình. Lý do là vì Xin Pu mong muốn chờ đợi đến giây phút hai đứa chính thức trở thành vợ chồng mới lan tỏa niềm hạnh phúc ấy đến với mọi người. Một cái kết đẹp sẽ đến khi ta luôn truyền năng lượng tích cực cho nhau. Chính vì thế Xin Pu mong muốn sẽ mang đến tất cả mọi người những năng lượng thật tích cực trong cuộc sống này. Cả hai quyết định công khai tình cảm sau thời gian dài dấu kính. Cả hai rất đẹp đôi, có tướng phù thê, đông đảo khán giả ủng hộ tình yêu của cả hai shinpu rất biết ơn vì các bạn đã hiểu bảo vệ và luôn dành niềm tin bất diệt cho shinpu để cùng đồng hành trên chiếc thuyền này cho đến lúc cập bến một chiếc thuyền luôn yêu thương luôn đồng hành luôn thấu hiểu và luôn bảo vệ shinpu vô điều kiện shinpu không biết phải cảm ơn những tình cảm đáng quý đó bao nhiêu cho đủ nên mv này là món quà tinh thần shinpu muốn gửi tặng đến tất cả quý vị khán giả mong rằng tất cả chúng ta sẽ luôn hạnh phúc bình an trong cuộc sống Bài chia sẻ trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, đông đảo khán giả gửi lời chúc phúc tới Sinpu. Chúc mừng chiếc thuyền của hai cháu đã cập bến hạnh phúc. Chúc anh chị mãi mãi bên nhau, yêu thương nhau suốt đời, suốt kiếp. Mãi bên nhau anh chị nhé, cặp đôi đẹp nhất vì biết. Chúng em luôn bên anh chị như những ngày đầu. Chúc anh chị hạnh phúc. Theo cặp đôi chia sẻ, đám cưới được tổ chức ở Cam Ranh vào hôm 4 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 11 và một hôn lễ ở Đồng Tháp, quê Puka. Trời sinh một cặp. Khán giả đang háo hức đếm ngược từng ngày, mong chờ đám cưới của Puka xin Tuấn Kiệt diễn ra. Theo cặp đôi chia sẻ, đám cưới được tổ chức ở Cam Ranh vào hôm 4 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 11 và một hôn lễ ở Đồng Tháp, quê Puka. Khán giả đang háo hức đếm ngược từng ngày, mong chờ đám cưới của Puka xin Tuấn Kiệt diễn ra. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.